Richard Bland, golfer đang thi đấu tại Live Golf cho đội Clicks, đã ẵm thành công danh hiệu Major cho các lão tướng US Senior Open vào cuối tuần qua. Ở ngày thi đấu cuối, Bland bắt đầu với điểm âm 9, cách người dẫn đầu Fujita 5 gậy, sau khi kết thúc hố 11 với điểm 13 gậy âm, trong khi Fujita lên 16 gậy và vẫn duy trì lợi thế dẫn đầu. Ngày thi đấu sau đó đã phải tạm dừng vì thời tiết xấu. Khi trở lại, Fujita mất nhịp thi đấu trong khi Bland chơi ổn và kéo cuộc đối đầu vào loạt playoff. Ở hố playoff thứ hai, Richard Bland đã giành chiến thắng, qua đó ẵm về $800,000 tiền thưởng. Ở tuổi 51, golfer này đã giành hai chiếc vô địch tại US Senior Open và Senior PGA Championship chỉ trong vòng hơn một tháng. Kết quả này của golfer đang thi đấu tại Live Golf nhận được sự tán dương mạnh mẽ từ cộng đồng yêu golf và người ta bắt đầu gọi anh là bông hoa nở muộn của golf đỉnh cao. Cũng trong giai đoạn Live Golf tạm nghỉ, hai golfer khác của hệ thống này là Abraham Amser và Sam Hosfield đã vượt qua vòng loại của The Open Championship và sẽ cùng 14 golfer khác của Live Golf tham dự giải Major cuối cùng trong năm. Hosfield có thành tích tổng 6 gậy âm tại West Lancashire bằng với golfer bán chuyên Matthew Dudberry. Golfer 27 tuổi người Anh này sẽ có lần thứ 3 dự giải The Open. Còn tại sân Burnham and Barrow, Amser có thành tích 5 gậy âm, sau đó anh giành chiến thắng trong loạt playoff để đoạt vé đến The Open. Ngoài ra, các golfer khác của Live Golf cũng sẽ tham dự The Open có những cái tên như Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Phil Mickelson, Joakim Niemann, Jon Rahm. The Open sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 7 tại sân golf Royal Troon ở Scotland và kèm giữa hai sự kiện của Live Golf là Live Golf Andalusia và Live Golf UK. Còn với PGA Tour, hệ thống này sẽ đón thêm một cái tên mới từ mùa giải sau, đó là Max McGreevy, người đang thi đấu tại Korn Ferry Tour. McGreevy đã giành chiến thắng tại Memorial Hell Championship diễn ra trên sân golf Panther Creek Country Club cuối tuần qua. Cùng với Fisk, người đã về nhì tại giải đấu này, McGreevy đoạt vị trí top đầu trong danh sách điểm của hệ thống Korn Ferry và có được tấm thẻ dự PGA Tour trong hai mùa tới. Vào đầu tháng này, McGreevy đã thông báo một tin vui trên Instagram rằng anh và người vợ Olivia đang mong chờ đứa con gái đầu lòng. Anh chia sẻ rằng anh đã nhìn vào những bức ảnh của vợ mình để lấy lại bình tĩnh trước khi thực hiện cú đánh quan trọng ở hố 18 và giải đấu vừa rồi. Anh cho biết vợ mình là nguồn động lực giúp anh có được sự trở lại mạnh mẽ cho năm nay. McGreevy từng vô địch Price Cutter Charity Championship vào năm 2020 trước khi thi đấu tại PGA Tour trong hai mùa giải